khóa 11 đã kết thúc anh em ạ. Thì là nó cũng là thuộc dạng mùa đông và cũng sẽ đến Noel anh em ạ. Thì là bình thường khóa học bắt đầu vào ngày 20, khóa học mới bắt đầu ngày 20, nhưng khóa này mình cho tạm dừng lại để mình sửa soạn lại cái nhà, mình trang trí Noel cho anh em học viên đến học cho đẹp anh em nhé. Em nhìn này, mỗi ngày mình đều mở 4-5 tab lên để mình trả lời các thứ về đầu tư anh em ạ. Mình đang làm đầu tư cái này cũng được gần 2 tháng rồi. Nói chung là cũng có nhiều thành quả, rất nhiều anh em vào đầu tư, mà cái này được rủi ro 0% anh em nhá. Bạn nào muốn có thể nhắn tin liên hệ cho mình qua Zalo 081 666 400, hoặc có thể bấm vào link nhóm mà comment anh em nhé, tải Telegram rồi em về anh em ạ. Bây giờ là xuống dưới anh em nhé, cho mình dọn dẹp và trang trí nhà anh em ạ. Cái là cái gì đấy? Cái thông. Đấy em ạ, bây giờ mình quen nhà ở đông rồi, bây giờ những ngày này học viên vẽ sạch nhà đúng anh em nhà mình không? Đây là cây thông của anh em. Trinh vừa đi mua anh em ạ. Đấy. Tí phải liên hệ cái bảng để làm cái bảng kia nó xong nhỉ. Nó được thấy rồi kìa. Chưa nào. Đây em ạ. Trời. Đây là xong không chuẩn bị thôi em ạ. Tí nó đẹp nó phát hẳn anh em nhá. Tí nữa mình chỉnh lại nó cũng như tí luôn anh em ạ. Đây là cách dàn máy tính này anh em. Đấy. Tí sửa lại hết. Có đèn không? Có đèn đủ hết á. Như cái thông này nó là cái thông giả. Anh em ạ. Lạnh thế, đóng cửa vào đã. Mới quà là quà gì đấy? Để lắp lên à? Anh là mình thích để đâu vậy? Anh em khóa 12 đến trải nghiệm Noel đây, ảnh Noel là chỉnh đây đúng không? Đây là ảnh Noel anh em ạ. Nước mình không một tiết anh em nhỉ? Mình một tiết. Họ lên mẫu sơn 0%, ăn 0%, không độ. Một cái nhỏ một cái to à? Cái nhỏ không được. Nhìn giống Mary xịt mệt chưa? Cái nhỏ là chi đã hai. Nhìn chưa? Không phải mua mấy cái ấy để dán lại hết tường kia. À nào đi. Đây dán vào cái này đâu đi con. Không có cái sáng sớm nha anh em. Vẫn có cái thước bắt đầu anh ạ. Đi xem cho cả nước. Cái này bắt đầu này. Đi. Đây không? Nó rồi. Làm cái gì nào? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring. Ông bốc phét. Sao ông nào cũng phù hợp đi. Các chị phù hợp đấy. Thời gian à?
Ok anh em, thì vậy là mình đã trang trí xong là quả thông Noel anh em mình, để đón khóa học viên 12 đến nhà cho đẹp không? Ngồi học xem quả thông Noel là cũng uy tín đấy. Dâu đấy. Tội đèn hơi tối anh em, mai phải bồi thêm anh em ạ. Đèn tối quá. Mai phải bồi thêm. Mình cho một tí đồ thế này nữa. Đến ngày Noel thì phát quà thế này, rồi đến nhận quà từng người một. Ở đây không có bạn nào theo đạo của Noel không anh em? Noel là Tết Tây đấy. Đợi chút còn trên phòng mình nữa anh em ạ. Đây mình quay lại cho anh em thôi. Cái trình độ trang trí của anh em mình nó chỉ được như này thôi, anh em thông cảm nhá. Còn để hoàn thiện hơn thì chắc phải để mấy ngày nữa anh em ạ. Đây thì tạm bỡ thôi, tạm bỡ lại anh em nhá. Mình chúc mừng như này thôi. Bây giờ cùng theo mình lên trên anh em nhá. Đây anh em, vậy là cái thông Noel ở trên phòng mình đã xong anh em ạ. Đấy. Rất là uy tín luôn. Thấy mùi Noel chưa anh em ơi? Anh em thử thấy mùi Noel chưa? Ở đây là một cái cây nhỏ nhỏ. Ở đây là con mèo. Thì kết thúc clip này thì mình chúc toàn thể anh em xem video vui vẻ anh em nhé. Luôn mạnh khỏe, vui cười và hoạt động kiếm tiền anh em ạ. Anh em nhé. Ai nào muốn trở thành học viên của mình hay muốn tham gia đầu tư của mình thì liên hệ mình qua Zalo anh em ạ. Zalo mình sẽ để mô tả, mình để trên màn hình luôn anh em nhé. Bye bye anh em đây, quá. Để mình đi chơi lô em sớm anh em ạ.